Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Công viên rồng. Hôm nay HNT sẽ đây đi chiến đấu đây các bạn. Tên xem hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu với con này như thế nào đây. Đầu tiên là tuyệt chiêu đá. Perfect luôn, quá tuyệt vời. Chúng ta vừa lãnh 556 điểm máu của tên bạn. Ô, tên bạn này cố gắng phản công lại mình kìa. Và HNT tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu. Đây, tuyệt chiêu. Wow, tuyệt chiêu gió của chúng ta sát thương gây ra là 334 điểm luôn. Wow, tên bạn chỉ còn là một chút xíu máu thôi. Yeah, 300 mấy luôn các bạn à. Và các bạn ai thích cái game này thì hãy cho mình một like và một chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Ô, chú rồng của chúng ta vừa hạ gục ngay cái con này luôn rồi. Quá tuyệt vời. Ô, rồi chúng ta tiếp theo là sẽ đấu với ai đây? Ô, đã lết lên được tới đây rồi các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi thu thập mấy cái rương này. À, đây cái con đường này là cái con đường à. Cái con đường này là cái con đường nó tốn game nhất, và HNT đang đi cái con đường tốn kém nhất luôn. Wow, hết rồi các bạn ơi, dường như HNT đang bị thiếu rồi, nó không cho mình đi nữa được rồi. Không cho mình thôi thì mình quyết định mình đi ra và chúng ta sẽ đi chiến đấu ở cái chỗ khác nha các bạn. Và hôm nay chúng ta có hai cái con rồng mới luôn đây. Wow, và mọi người hãy cùng mình đi đập trứng nữa nào. Ây da da, cái trứng này nó có cái con gì trong đây đây? Đập hoài không chịu banh. Yeah, con rồng xanh lè xanh lét luôn. Wow, bây giờ chúng ta phải đi kiếm nhà cho nó ở nha các bạn. Đây. Oh, no no no. Black. Không có chỗ nhà xanh lá cho nó kêu mình đi vào shop mua. Và vào shop mua tốn 40.000 và HNT thì đang hết tiền luôn. Nên là chắc không có cho con này ra được rồi. Thôi cho nó trong đó luôn đi. À, bây giờ chúng ta sẽ đi chiến đấu đây. Xem nào, ở đây có cái gì nào. Và bây giờ mọi người hãy cùng mình đi solo xem. Wow, trận này chúng ta có thể đấu với tên bạn có đứa level 13 luôn nè. Vô chơi khô máu luôn. Action, cuộc chiến bắt đầu. Và hôm nay HNT sẽ solo với tên bạn có một con rồng level 13. Và con này nó khá là ngầu luôn. À, bây giờ chúng ta sẽ chơi con level 13 trước. Tấn công, con level 13 vừa bị một chiêu của mình nó đã mất 552 máu các bạn à. Và nó đang cố gắng phản công lại mid rồi. Wow, tuyệt vời, bây giờ thì xem tuyệt chiêu của anh nào bé. Perfect luôn, một làn gió độc vừa thổi vào cái con rồng. Và tên bạn chỉ còn lại một chiêu. Con này nó quýnh một lượt ba con luôn kìa các bạn. Quá lợi hại luôn đấy. Mình thấy chú này như vậy là không ổn rồi. Quýnh cái gì mà ghê vậy, quýnh một lần mà trúng ba con luôn. Và hãy xem tuyệt chiêu của anh đây. Nhắm mắt lại và cái chú rồng của chúng ta vừa gây sát thương khá cao. Wow, và bây giờ thì tiếp tục cuộc chiến nào. HNT quyết định xử cái con rồng này luôn. Xử cho nó lên đường luôn nha các bạn. Tấn công nào, chú rồng level 13 của tên bạn vừa bị hạ gục luôn. Và bây giờ tiếp theo tên bạn chỉ còn lại hai em thôi. Hai em này thì xem em nào sẽ bị sát thương cao nhất nào. Tuyệt chiêu gió của chúng ta là được đam cao nhất luôn. Tấn công nào, và một làn gió vừa gây sát thương ra 334 điểm thuộc về tên HNT Channel. Nhưng mà quá nguy hiểm các bạn ơi. Tem bạn vừa bung chiêu, một chiêu của tem bạn thôi là làm cho tem mình mất khá là nhiều máu. HNT quyết định sử dụng tuyệt chiêu Perfect rồi, chú rồng mạnh nhất của tem chúng ta vừa mang lại cho chúng ta 500 mấy máu từ tem bạn. Wow, tem bạn thì bây giờ tem bạn còn một chút xíu thôi. HNT cố gắng lên đường nào, tem bạn không lên đường, tem bạn vẫn còn cố gắng chống cự các bạn à. Xem nào, và bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng tuyệt chiêu này để đẩy chú ấy lên đường luôn. Perfect, quá tuyệt vời, một em nữa đã phải ngã xuống và tên bạn chỉ còn lại một bé rồng. Bé này khá là xinh đẹp và đáng yêu. Hãy xem tuyệt chiêu của anh đây. Tuyệt chiêu kinh khủng nhất của cái con ốc sên, rồng ốc sên của mình. Wow, hiện tại tên bạn chỉ còn lại một chút xíu máu. Tên bạn đang cố gắng chống cự. Ây da da, hit luôn, 336 điểm. Lên đường nào cậu bé. Ồ, 361 điểm luôn, buộc tên bạn phải ngừng lại rồi. Đây, HNT vừa xử xong một bé luôn rồi. À, và tiếp theo thì chúng ta sẽ
Ồ, bạn này đang quảng cáo chút xíu ư? À, bây giờ chúng ta tiếp theo thì chúng ta sẽ solo nào các bạn. Ê, trận này thì đấu với ai đây? Ba em level 11. Wow, chơi luôn ba em level 11 các bạn à. Action, cuộc chiến bắt đầu. Đây là ba em level 11, còn chúng ta thì chỉ có level 10 thôi. Level 10 đấu với level 11 nha các bạn. Trận đấu sẽ diễn ra như thế nào đây? Wow, cái chiêu này chúng ta được đam rất là kinh khủng luôn. Tấn công nào, chú rồng đen vừa mất 500 máu luôn các bạn à. Tên bạn không hề thua kém, chú ấy sử dụng một chiêu lửa và gây sát thương cho cả ba con của tên mình. Rất là kinh khủng, mình không thể tin được sức sát thương của con này khá cao. HNT quyết định sử dụng tuyệt chiêu để cố gắng hạ gục cái em rồng ở chính giữa. Em rồng ở chính giữa vẫn còn máu các bạn à, sát thương nó gây ra rất là ghê gớm luôn. HNT quyết định đẩy cái em này đi, cho em này lên đường đi. Chứ tình hình như vậy để em ấy ăn hiếp mình là không được. Banh xác một em, tên bạn còn hai con. Hai con đều level 11 và cố gắng đang hành cái con rồng mạnh nhất của team HNT Channel. HNT không thể nào bỏ qua cái chuyện này được. Quyết định tấn công, 537 điểm đã thuộc về team HNT Channel và team bạn cố gắng phản công. HNT vẫn không ngần ngại để trả đũa luôn. Sức sát thương gây ra sẽ là bao nhiêu? 532 điểm các bạn à, con rồng team bạn chỉ còn là một chút xíu máu thôi và chú ấy đang cố gắng cầm cự. HNT quyết định sử dụng tiệt chiêu lá để gây sát thương cho cái con rồng ở ngoài kia. Chú rồng ngoài kia còn nửa cây và tên bạn đang cố gắng hành hạ cái con rồng level 11 của mình. Bây giờ thì chúng ta phải cho kết thúc một em trước đi, để như vậy tình hình rất là căng thẳng. HNT quyết định đưa em bên trong đã lên đường. Bây giờ thì tên rồng chỉ còn lại một bé thôi. Oh my god, không thể tin được, nó hạ gục ngay cái con rồng level cao nhất của mình luôn các bạn ơi. Rất là ức chế trong người, HNT quyết định sử dụng tiệt chiêu cao nhất luôn. Tấn công, sát thương gây ra là wow, bây giờ thì HNT sẽ sử dụng hàng tấn sát thương để gây ra cho cái con này. Cái tội của nó là nó đã hành hạ cái con của mình. Nó hành cái con rồng mạnh nhất của HNT Channel các bạn à. Chú ấy buộc phải lên đường với hàng tấn sát thương gây ra trên người chú ấy. Wow, xem nào, và đội hình của chúng ta khá là cứng luôn. Cam, oh yeah. À, bây giờ chúng ta có thể đi cho cái con rồng này ăn cho nó lên level được không nhỉ? Đây, cho nó ăn đi các bạn. Ở thức ăn của mình không đủ cho nó ăn luôn rồi. Ta ăn một lần tới 2000 mấy luôn, mà trong khi đó chúng ta chỉ còn là 1000 mấy thôi. Ăn rất là tốn kém luôn đấy. Và bây giờ chúng ta có thể đi solo chơi xem. Đây, HNT đang leo tới đây rồi hả? Action, cuộc chiến bắt đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ đấu với một anh bạn. Wow, cái con quái gì mà bự kinh khủng vậy nè. Xem nào, chúng ta cần phải cố gắng tập trung dồn hàng tấn sát thương vào con này mới được. Chứ cái con này nó không phải dạng vừa đâu các bạn. Tấn công nào, đây là tiệt chiêu lửa luôn. Đầu tiên thì chú ấy chịu sát thương là 364 điểm. Và bây giờ chú rồng tên bạn cố gắng phản công. Sát thương gây ra 1000 mấy, không thể tin được. Dường như HNT khó mà chống cự nổi với con này. Tiệt chiêu đất luôn. Và hãy xem sát thương của cái con rồng mạnh nhất team HNT Channel là 794 điểm. Không làm gì được team bạn cả, team bạn máu quá cao. Và team bạn đang cố gắng phản công lại team mình và nó phản công vào cái con rồng yếu nhất team. Ồ, bây giờ chúng ta vẫn còn lại một bé. Bé rồng này của chúng ta có thể chịu đựng được bao lâu đây? Cố gắng tấn công nào. Perfect, chú rồng ốc sên của chúng ta gây sát thương lên là 865 và team bạn đang phản công lại mình. Ồ, dường như chúng ta có cơ hội giành chiến thắng đây rồi các bạn ơi. Xem nào, tuyệt chiêu kinh khủng nhất. Lên đường, team bạn buộc phải ngã xuống rồi. Oh yeah, chúng ta vừa hạ gục được một cái con boss khổng lồ các bạn ơi. Continue luôn, tiếp tục chúng ta sẽ đi đến đâu đây? Ngôi vườn, tiếp theo là đi đến ngôi vườn nào đây? Action, cuộc chiến bắt đầu, chúng ta sẽ solo với ba anh bạn. Wow, ba anh này nhìn khá là ngầu và xanh tươi đấy các bạn à. HNT quyết định xử cái em này trước. Tấn công nào, một cú lửa, một cái quả giống như là quả quả lửa này lao thẳng vào tên bạn gây sát thương rất là cao luôn. Được một chút xíu. Tấn công nào và cái xem đây. Ồ, tuyệt chiêu gió được đam cao hơn các bạn ơi. Sai lầm của chúng ta là xài lửa rồi. Ồ cha, cái con rồng ở giữa nó quýnh mình mít kìa. Tức quá mà dọn hàng tấn sát thương vào cái con rồng chính giữa luôn. 529 máu vừa thuộc về team HNT Channel. Wow, tên bạn đang cố gắng hành con rồng ở giữa của mình. Nhưng mà HNT quyết định đó là sẽ cố gắng vớt cái em nào đây. Oh. Ây da, em này quơ nhẹ một cái nữa. Đam lên nào, tên bạn vẫn còn máu. Con này nó còn chút xíu thôi nhưng mà nó đang cố gắng dồn. Oh, miss rồi bé à.
mít rồi và bây giờ bé phải lên đường thôi. Tấn công perfect luôn. Tem bạn không hề thua kém. Bây giờ chú ấy bắt đầu phản công lại mình. Một con quýnh ba con, không thể tin được. Sức sát thương cực kỳ cao. HNT quyết định phải xử cái con này mới được. Mày hả bưởi, chú nghĩ chú là ai ở cái khu này? Yeah, chúng ta đam cao quá. Tem bạn buộc phải ngã rồi. Và bây giờ con rồng tem bạn đang cố gắng hành hạ cái con rồng ở giữa của mình. Con rồng ở giữa của mình đã bị hạ gục rồi. Hàng tấn sát thương sẽ gây ra cho cái con rồng góc bên trong. Hãy xem nào, chú ấy có thể chịu đựng được bao nhiêu đây. Hai chiêu. Ồ, chú ấy chỉ còn lại một ít máu thôi các bạn à. Một ít máu để gọi là sinh tồn. Nhưng mà chú ấy sẽ không còn chịu được được lâu nữa đâu. Yeah, cuối cùng thì chiến thắng nó thuộc về team HNT Channel. Wow. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook để ủng hộ giúp mình nha. Còn ai chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy đăng ký liền và ngay lập tức luôn. Oh yeah. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.